con. Sư phụ chỉ có giúp là khi nào mấy con với Trần ở những thế hệ sau á. Sư phụ thiên nói kìa con ơi, con khổ quá. Thì dù nói khổ thêm chút nữa con đã, nhưng mà phải đọc kinh ngồi thiền đã. Thế là cái cách để giải quyết cái khổ đã cho rồi, cuốn kinh ngồi thiền đúng không? Thế mà khổ buồn stress nghèo bệnh đều là cuốn kinh ngồi thiền hết, là hai viên thuốc thần này. Bên đại thừa đâu có giữa ngồi thiền, đó là lý do tại sao mỗi lần lên ống kính mấy đứa này quay là hay lên ngồi thiền để cho người ta bắt chước. Ông này ông dạy, nhưng mà dạy đọc kinh, cuốn kinh Thiên Tâm là mấy chư Phật đã đồng ý, đã ra được cuốn kinh đó. Một cuốn kinh mà lợi hại nhất của thời đại này, đọc kinh đó một lần là bằng người ta tu một năm trong chùa đó. Rồi lại thêm cái chiêu ngồi thiền đó mình giả dạy rồi. Thì đó, hai viên thuốc thần dược ghét uống, bệnh tật, đói nghèo, con quậy, chồng quậy, vợ quậy đều là cuốn kinh ngồi thiền hết. Nên nhớ, không cần Thiên Tấn Kiệt này nữa. Hồi xưa lập cái quả địa cầu này là cũng là Thiên Nhãn Thông nhìn thấy quả địa cầu này đang trong cái lúc lửa hồng môn, thì mới nhờ, mới xin cha với mẹ thành lập cái quả địa cầu này bao nhiêu nghìn tỷ năm trước. Một người không thành Phật không có thể nào xuống trần lập đạo được nghe. Không phải ai lập đạo cũng được đâu. Cái background á, tính không có tính theo một cái xác phàm này, mà bề trên đã tính theo rất là nhiều đời nhiều kiếp. Thì kỳ này xuống trần nửa đời nửa đạo, cái này nó không có nằm trong nguyên tắc, nhưng mà sanh vào nước Việt thì cho nên cha mới chọn cho hội xuống để mà là làm một cái đạo, và đồng thời ổn định nước Việt, không có hận thù trong những tương lai về sau. Chỉ có một cái á, là đã làm cọp rồi, thêm cánh. Cánh đó là biết Thượng Đế, biết tôn trọng Thượng Đế, trọng cha trời mẹ đất. Mình có thân người là họ Trần Hồ Nguyễn cho mình, là gọi là tạm bợ của một kiếp người làm anh em cha mẹ. Nhưng mình có cái chí khôn đó là do Thượng Đế tạo ra cho mình. Tất cả chúng ta đều là con Thượng Đế nha. Rồi mình có cái chân thần, tức là như cái móng ma vậy đó, tại mình chết mình có cái đó, thì là do mẹ, tức là Phật mẫu chứ, ban cho mình, tặng cho mình. Hai vị cha mẹ trong thế giới vô hình rất là quan trọng, nhưng mà tại sao nước Việt lại không biết? Cho nên một là thờ quỷ, hai là thờ trời. Hôm nay Kiệt này chỉ là người con của cha, có nhiệm vụ nhắc nhở là mấy đứa em, chúng ta là anh em nha, để mà biết có cha trời mẹ đất luôn luôn thương chúng ta, bao bọc che chở chúng ta khi chúng ta gặp nạn, khi chúng ta đi lầm đường lạc lối ở cõi ta bà. Phật cũng là con của Thượng Đế, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, tất cả các Phật cũng đều là con của Thượng Đế. Mỗi một vị xuống trần là đều là có cái sứ mệnh do cha ấn định thời đó lập ra. Đến thời hôm nay á, cả Chúa Giêsu cũng là con cha. Ông Mohammed mà là đạo Hồi giáo cũng là vậy thôi. Tất cả đạo thế gian này đều là do cha lập ra hết. Thì bởi vì Thiên Tâm Đạo ngày đầu Kiệt nói là cái thân cây. Ấn Độ giáo là nhánh cây, Phật giáo là nhánh cây, Khổng giáo nhánh cây, Lão Tử, rồi Công giáo, tất cả đều là nhánh. Mà hôm nay có những cái nhánh cần phải tỉa bớt thì cái thân cây nó mới mọc lên nữa. Thì cái Thiên Tâm Đạo sẽ là một cái đạo thống nhất trong thế giới của thời Di Lạc. Di là an cư lạc nghiệp, là vui vẻ. Còn Kiệt này là người truyền thừa của Phật Di Lạc, là số 2, cái đó là danh từ của thế gian mình gọi là danh từ. Ở trong những kinh điển thì người ta nói là Phật Di Lạc là tiếng Việt, nhưng mà bên người Âu Châu, người Do Thái, họ nói vào thời tận thế có một Messina, chữ đó dịch lại là Mejada, là giống nhau, là hai cái danh từ. Phật Di Lạc số 1 sẽ xuất hiện trên nước Việt Nam, còn này là Di Lạc đại tử truyền thừa xuất hiện trước để mà thông báo. Tại vì nếu không cũng giống như ngài Phật Quan Thế Chí ngày xưa xuống Nam Kinh ở bên Trung Quốc ngồi giảng pháp 3 ngày để cái đóng ghế, không có ai mà ngồi nghe Phật giảng pháp hết. Tới ngày thứ 3 đó,
Phật mới hỏi một người, có một ông tới đơn đi lui, hỏi chứ ngài có câu gì hỏi không? Cũng giống như thường nói chuyện nãy giờ, ở đây cũng cỡ đông quá, cũng chẳng ai hỏi. Thì Phật Quan Thế Chí, ngài mới hỏi. Thì cái ông đó, ông nói tôi không có để ý, ngài nói gì, tôi chỉ là đem ghế ra thôi. Nhưng mà Phật đã giáng trần 3 ngày, giảng pháp 3 ngày, ở trong kinh có nói, mà không ai ngồi nghe. Chỉ có một người nằm mơ thấy, thì con coi lại đó, còn kiệt này tái sanh nhiều kiếp quá, không có nói nữa. Kiếp nước Việt cũng nhiều lắm, làm vua cũng nhiều lắm, vua nước Tàu nữa. Cho nên mà hôm nay những cái giai nào mà hợp hợp á, thì cha đạp xuống để đóng tiếp. Nghĩa là trong mắt cái phụ toàn là đóng phim thôi à, chứ không có gì gọi là ngã mạng hết, cũng chẳng có gì gọi là lưu luyến thế gian này hết á. Nên đạo Thiên Tâm chúng ta là gieo thiên nhiên, tự nhiên. Thiên nhiên có nghĩa là tự khởi tâm, tự quay về hướng Đông Bắc, tự lên online, lên trên mạng lấy cuốn kinh Thiên Tâm xuống, rồi tự đọc, rồi tự in cái hình cha mẹ để lên tường lại, trong đó cuốn kinh sẽ hướng dẫn đầy đủ hết. Tự nhiên có nghĩa là tất cả những đứa đệ tử nào mà sau này bị tà nó cuốn, hay nhập tâm, hay là nhiễm trần, hay là bị con cháu của ma quỷ mấy ông thầy áo vàng ấy, mà nói tới nói lui này nọ rồi lạc lòng á, thì là không đủ phước. Bảo đảm thiên tấn kiệt này cũng chẳng có gọi đứa đó trở về. Khi nào thức tỉnh đây con, cửa Thiên Long Sơn rộng mở, đóng là đóng không có cho Ấn Độ, Mỹ, người nước ngoài thôi, chứ không có đóng cho người Việt Nam mình, không có đóng họ Thiên. Trong này tụi nó biết, mình cứ sinh hoạt giống như private member. Chứ đã là thầy trò, Kiệt này có nguyện thệ, khi thế giới này còn sự bất công, Kiệt không thành Phật. Chưa có ai dám thời cậu đó, nó ngắn nhưng mà nó rất là khó làm. Và đồng thời những đứa đã mang họ Thiên, dầu cho sau này thầy trò có người cõi trần, người cõi trời, Thiên Tấn Kiệt này cũng không bỏ đệ tử, sẽ đi tìm các con đưa về hết. Còn hiện bây giờ những đứa đang lẫn gần, sống gần với phụ ở vùng này, thầy trò có chuyện gì nữa hay là các nội bộ mấy con có chuyện gì qua 3 ngày quên nghe con, sư phụ mau quên lắm. Mỗi ngày sư phụ có cái nút bấm delete đây nè. Thiên Tấn Kiệt này cũng vậy, những gì mỗi sáng thức dậy, tài trí, tài vật, sức lực, không bao giờ tính cho cá nhân trước mắt, tính cho nước Việt trăm năm sau, thế hệ 18-45 có tương lai, là Kiệt này vui rồi. Nước Việt không còn cộng sản là Kiệt này vui rồi. Thằng Trung Cộng không còn đi ăn hiếp người ta là Kiệt này vui rồi. Nước Việt không còn chất độc, Kiệt này vui rồi. Nước Việt ai cũng được đối xử công bằng, có tiền không có tiền vô nhà thương vẫn được cứu là Kiệt này vui. Ở Việt Nam không bên đi bán vé số là Kiệt này vui. Phải cho tan qua phe, đóng thuế 35% đưa cho mấy người đó, mỗi người 300 đâu có nhiều. Tại sao chính phủ không làm mấy trăm đô thôi, còn thay vì giờ kiếm củ khoai trong vườn cũng không có. Tại vì đất bán hết cho Trung Cộng rồi, đất đâu trồng khoai. Cho nên những cái mà gọi là một cái con người mà sống bần cùng cũng không có được cái hạnh phúc bần cùng. Cái bần cùng của họ phải tranh đấu mỗi ngày, phải suy nghĩ hôm nay tôi phải đi mượn gạo của ai. Còn những người mà học thức mà đại học, mấy đứa trẻ học xong đại học đi ra rồi cũng không biết đi làm đâu, cũng đi làm shipper, cũng đi làm chuyện này chuyện kia, còn đi qua Đài Loan chứ để dùm thôi chứ làm gì. Một cái quốc gia như vậy chuyện này rất là buồn á. Còn qua Mỹ cũng vậy, cái thằng con ông cháu cha mày qua tưởng mày qua đây mày ăn học hay gì đâu, qua đây mày ăn chơi với mày mở đóng tiệm nail và mày quậy bên Mỹ. Thế nó có được có bao nhiêu đứa, mình không phải nói hết nha, đa số ở đây chỉ có chờ một cái, đó là chờ hãy làm ngọn gió đổi thay. Thì lúc đó 6 triệu cho miền và một 60%, 18-45 mới có tương lai. Khi nào mà Sài Gòn á mà có thằng đóng xe Lamborghini của Cường Đô La rồi chợ Bến Thành xì beng đổ lên trở lại á, thì quả mai thì là nước Việt mới có khởi sắc. Chứ còn cái bàn chân này chưa có bước chân xuống tân chân nhất thì nó sẽ mỗi ngày nó tệ thêm. Năm ngoái thì sao, năm nay tệ hơn, tu là khỏi phải tốn tiền đi bác sĩ. Chứ tu nói hơi cao sang mà nói sửa đổi đi phải không. Còn
mình mặc áo tràng rồi này nọ là để mình có một chút xíu biết mình đang đang là người hiền, thì mình gọi là mình đang là người hiền. Cái tu không là tự bên trong thôi. Tại vì muốn mà sửa được cái bên trong là phải ngồi thiền và phải thật tâm sám hối. Chỉ có thật tâm thôi. Và đồng thời á, mình gọi là bớt đi, bớt cái cau có, bớt nhớ những cái chuyện đau thương trong quá khứ. Thì Hồ chỉ khuyên câu này, ở tuổi này chỉ khuyên là bớt nhớ những chuyện đau thương trong quá khứ, mà phải nhìn về tương lai. Mình không biết mình sống được bao nhiêu ngày. Em Út, cậu Tư, cậu Ba gì mà những người xưa làm lỗi với mình á, gọi điện thoại thăm ta, người ta cũng mong á. Tại vì trong nhân sinh ai cũng có cái tâm thương nhớ dòng họ anh em mình. Nhưng mà những cái lúc mà nông nổi mà mình không có đủ cái lực để mình kèm xuống á, rồi mình nói những lời hay mình làm những hành động không đúng á, thì cỡ tuổi này nên làm vậy. Dù khuyên tất cả các hội thiên trong tương lai cũng nên làm vậy. Để thứ nhất là mình thấy cái lòng mình thản nhiên, thì lúc đó thường mới đưa con về trời được. Tại cái lúc mà cận tử nghiệp, con người mình ghê gớm lắm, nó thả lỏng hết, nó để cho tự nhiên mà. Cũng giống như cái mặt hồ vậy đó, như giống ly nước vậy, thả lắng động hết. Tự nhiên ấy, có con mũi hay con ruồi vậy lọt vô cái tủm cái. Thì cực kỳ quan trọng là mình phải cho không còn gọi là những cái mà chuyện không nên đến đó. Nó xảy ra trong lúc cận tử nghiệp, nó hôm nay mình phải delete nó bớt. Nghĩa là mình Phật cũng vậy thôi, mình chỉ độ được những người tới để cầu pháp Phật, hay là mấy thầy giảng pháp Phật tử phải cầu đốt nhang xin ba lần mấy thầy mới mở miệng. Còn mấy con để máy lên là để chai nước thôi, là phụ mở miệng rồi là mấy con có phước. Giống như giờ sau này, giống như đúng như Sấm Cơ nói, ông Trạng Trình nói, sau này nước mình có vua là Năm Đinh Dậu Quy Cổ Diệt Kim vậy đó. Tức là quy cổ, tức là trở về thời xa xưa, tức là nước mình có vua. Diệt Kim là diệt bí thư, diệt tổng thống. Thì trong đó có nói quy cổ diệt kim ấy, là thời này nè. Tức là mình trở về thời của nhà Trần Nhân Tông. Thì dầu cho cái nhà nó quay lại quân chủ là phiến hay đại khái hay là một cái thể chế nào, miễn làm sao mà nó thống nhất được Bắc Trung Nam, không có còn tiếng Bắc, không còn tiếng Nam. Bây giờ có nhiều người miền Nam á, nói chuyện rất là hay, mình rất là nghe rất là thích. Mà tự nhiên á, nói cái chữ Giang á, thì nó Giang đấy không? Giang. Nam thì Nam luôn, tự nhiên Nam pha Bắc, mấy con nghe rất là chói tai đúng không? Đó là sao? Đó là gì? Ở một cái thể chế này á, họ cứ muốn làm ra quay ra dĩa, cuối cùng á là dị hợm không à. Mình nên bắt chước những cái hay của Mỹ. Bộ luật cũng vậy, sau này khi nói việc mới, mình bỏ cái bộ luật của Mỹ vô, giống như Phi á, cách bầu cử này nọ. Còn bốn triệu đảng viên lấy ông báo quán. Có ông bữa hả, ông đảng viên bữa ngồi đây ông nói á, nếu mà ngày thay đổi á, cái ngày mà nước Việt mà thay đổi nước Việt mới, thì dân sẽ lên phường công an sẽ đập đầu mấy công an, là tự nhiên nó ác quá. Mà bây giờ công an đứng ra chống chọi thẳng với dân luôn. Một là mày đưa tiền cho tao chấn cổ, hai là mày chết tao chết. Nghĩa là giống như kẻ thù vậy. Hiện giờ dân với công an hiện giờ bệnh vậy. Rồi làm sao sẽ có đổ máu? Mà sao anh nói trên mạng không có đổ máu vậy? Tôi qua tôi nói với bạn Trump của tôi á, lúc mà ông làm tổng thống rồi, cho mấy ông nội này đi qua du học ở bên Mỹ, du lịch bên Mỹ 2 năm. Du lịch bên Mỹ 2 năm mà ở bên đây mà ăn hamburger 2 năm rồi về Việt Nam bảo đảm là thay đổi tư tưởng luôn. Rồi vừa ăn hamburger nữa là về đâu còn cộng sản nữa. Bao nhiêu phèn, bao nhiêu cốt khỉ đồ lông đồ rụng hết, rụng tại Mỹ hết. Dạ ạ. Chứ để bệnh dân bính cũng chết á. Tới nó gõ cửa gây thù oán nhiều quá ơi. Nhưng mà có một cái là họ bây giờ những người mà chức lớn, họ chỉ tính cho cá nhân với phe thôi, họ không tính cho quốc gia, và họ cũng chẳng có hy sinh cho đảng nào. Họ chỉ mượn cái xác Hồ Chí Minh ở Lăng Ba Đình chỉ là cái cớ để mà họ ù lì thôi, chứ họ không có lo cho quốc gia.
Còn những chuyện gì mà dân complain hay dân khiếu nại hay dân than mán á, họ chỉ giá díu cho có lợi thôi. Giờ chỉ có cái tài á, là nếu mà họ nói dốc giỏi chừng nào á, để gu ngủ được dân ngày đó. Bữa giờ gu ngủ 50 năm rồi, khi rồi hải ngoại đầu tư vô có một nó 10 không mà nói láo không à. Mà dân chết vẫn chết, đói vẫn đói, nghèo vẫn nghèo, khổ vẫn khổ. Coi lại cái cách tu của mình, nó phải xông xáo và cái đầu óc phải bén nhạy, thì lúc đó mình mới đưa được cái thân hồn rút rời khỏi cần đương nghiệp. Còn nếu mà mình sống sao mình chết vậy nha, không cần biết mình mặc áo tu hay mặc áo đời, mình làm bao nhiêu công đức trong cái quá khứ, lúc đó nó cũng giống như trong cái nhà kho nó tuôn ra hết vậy đó. Thì chỉ có lại sám hối rồi ngồi thiền, đọc nhiều kinh đồ vô, lăng nghiêm đồ vô. Chứ còn mà tu thời nay theo Kiệt thấy á, Phật tử là thích cà gù cà gật nhiều lắm. Tại vì cứ vô giống như là chỗ giải sầu nhiều hơn, tụ tập giải sầu nhiều hơn là thay đổi từ bên trong. Thay đổi từ bên trong là nãy mình nói đó, họ vẫn còn chấp dữ lắm, họ không bao giờ thay đổi từ bên trong. Nhưng mà có một điều thưa cô nên biết, cái thế gian này cái người ác nhất và cái người tu hiền nhất giỏi nhất khi chết cũng gặp Kiệt này. Tại vì cái người mà tu giỏi nhất, cái chân linh của Kiệt tối ngủ là chiến thắng được đúng không, là Kiệt bái phục một vị Bồ Tát mới. Còn cái thằng ác nhất mà hiện giờ nó chửi Kiệt á, hay là mấy ông thầy Ma Tăng mà ở cõi Atula với Dạ So đầu thai xuống mà phá Phật á. Tại xưa Ma Dương nó phá Phật cái gốc cội mà, thì hôm nay làm y chang lời của nó nói, thì cũng sẽ gặp Kiệt á. Chứ đừng có tưởng là ở mày bên Mỹ tao không gặp mày, không có. Ông đừng có bao giờ ông nói là ông sẽ không bao giờ chết nha. Người nào chết cũng sẽ gặp Kiệt á. À, cho nên người đời hung hăng lớn lối lắm, xúc phạm với thần thánh mà mình không biết. Cho nên trong kinh Phật cũng nói giống như con có một đô la, con cho một người thường thì cũng có phước một đô. Nhưng mà cúng dường gặp một vị Bồ Tát mà giả dạng ăn mày ăn xin đi, có phước ngàn lần. Nhớ mà bà bán dầu á, bà mà cúng Phật giọt dầu á thành Phật. Còn mà chửi cũng vậy, chửi người thường thì giỏi làm khẩu nghiệp vì tại sám hối, nhưng mà lỡ chửi thần thánh một cái con biết. Ở bển nó phân biệt ghê lắm. Mà sư phụ bị chúng sanh chửi quá trời, mỗi lần chửi phải xin. Tại chửi sư phụ là mấy vị sung không có vui. À, dân tộc Việt Nam sẽ hợp lại nhất, sẽ hùng cường nhất thế giới trong tương lai, đó là thiệt. Phật Di Lặc hạ phàm trên nước Việt, đó là thật. Kiệt này con của Thượng Đế, một trong 10 con, đó là thật. Đạo lập ra do bởi người Việt Nam thiên tâm, nhưng mà ở ngoài hải ngoại cái nơi này là chỉ là cái nơi thao trường luyện võ. Còn cái nơi thật sự của Kiệt trong tương lai đó là vị sư phụ của Kiệt, đó là Đức Thầy, là núi Cấm mới là thiên tâm. Thiên tâm sau này sẽ về núi Cấm, đó là thật. Còn cái hãng mà từ lúc mà bỏ 10.000 đô gần 30-40 năm trước lập ra, đó chỉ là mỗi công cụ để mà mình thế gian này Kiệt không có mắc nghiệp ai, không có sinh ai động nào, để mà lập ra cái đạo, để lưu truyền lại cái núi 500 mẫu ngay chỗ này mình ngồi ở Houston, là không là tiền của cha. Và đồng thời cũng học cách điều hành cái hãng nó, cái hãng đó nó gom gọn lại, nó cũng như quốc gia vậy. Trong đó đó hai anh em á, thương nhau á, mà để gần nhau làm nhau á, nó cũng quýt lộn nhau nữa, giống như hai con chó thể gục xương lại cắn. Cho nên học những cái tâm lý của từ người nhân viên, rồi học hết những cái khổ ở đời. Kiệt này cũng từng sống lang thang trên vỉa hè, thì cái gì cũng khổ á, gọi là khổ cùng cực. Trên thế gian này không ai khổ bằng Kiệt, Kiệt bảo đảm luôn. Nhưng mà mình sống trong cái khổ để mình dùng đó là nấc thang để mình leo lên, đó là bậc anh tài. Còn khi mình gặp một chuyện buồn, chuyện khổ, mình thú sĩ cái mình muốn nhảy xuống cái này. Tại nước Việt mình á, ngày xưa á, ông vua Minh Mạng á, ác cực ác, ra lệnh bốn cái đầu tạo phát lương. Cho nên tạo nghiệp quá trời, cho nên con cháu thời nay mới lãnh cái nghiệp, bắt đầu mới đưa cho mấy ông nội này xả nghiệp. Cho nên giờ có Thái Lâm nữa, làm kiểu nào nữa, lỗi tại tôi trăm bề, nhưng mà làm cho lệnh cha thôi. Cho nên có kiếp Kiệt này đóng giả, có kiếp đóng giả thiện, cho nên nói vậy đó. Ô, có kiếp con đóng giả, có kiếp đóng giả thiện,
thời Tần Thủy Hoàng cũng có chút ác nhưng mà cũng là thiện. Trong cái ác có cái thiện, trong kinh có nói vậy đúng không? Nếu mà hôm nay Chiêm Thành ngày xưa mà không ấy thì nước Việt mình đâu có mở mang tới mũi Cà Mau. Nước mình có chút bẻo á là bị gì biết không? Thằng Trung Cộng nó lụm cũng giống như nó gấp con tép bỏ cho họng nó rồi. Nhờ nó dài tới hình chữ S á, nhờ chúa Nguyễn Hoàng 19, chúa 13 đời vua á, mình còn chút khúc xương dài đó, nó nuốt không có nổi. Năm 79 nó vô nó cũng bị te tơ à, bị quýnh chạy có cờ. Thì nó cũng có cái lý do để mà những cái thời đó đó, nếu mà nói là thời đó xa xưa chứ trong cái trên trời chỉ có một ngày thôi, tại 100 năm mình là cơn gió thoảng nó chạy thì mới có ngày hôm nay lập hội Long Hoa. Vì thời đó đó, chuyện này xuống thế gian làm những chuyện đó là để cho cái ngày hôm nay, cho cái ngày tận thế hôm nay, cho hội Long Hoa, để đưa nước Việt thành một nước thống nhất cả hải ngoại luôn nghe, chứ không phải thống nhất Bắc Nam như giờ đâu. Tự do mà tự do thiệt, chứ không phải tự do kiểu nô lệ dưới nách của ông Tàu, nó biểu làm gì làm đó. Và đồng thời á, là một nước giàu có hùng mạnh nữa, ai cũng kích nể. Con gia Việt Nam đi đâu ai cũng khinh ghẻ, cũng chửi mình người Việt Nam con đồng nhỏ tiền, có DNA của thằng nông á, là con trời đúng không, đâu phải là thú đầu thai hay là người nhân gian đầu thai đó. Nên cái giống của mình lỗi lạc lắm, nó mới sanh ra 100 bộ lạc từ ở bên Tàu, rồi mình mới bị người Hoa Hạ là cái đám mà người Kim rồi đó, người Thanh rồi đó, là ở ngoài ngoài Bắc nó cởi ngựa đó, nó mới xâm chiếm người Hoa Hạ. Rồi lúc đó người của mình ở dưới đồng bằng ruộng lúa 100 bộ lạc thì mình mới có cái Tết Việt Nam, tức là mình thu hoạch lúa. Còn ở trên núi nó làm gì, nó có ruộng lúa. Khi nó lấy nước của mình, nó đuổi mình đi về miền Nam thì những cái gì hay thì nó giữ lại nó của nó. Có nghĩa là bây giờ nhận giặc làm cha không, nhưng mà cái phong tục và cái hình dạng ở ngoài, người Hồng Kông cũng là người Việt Nam, Quảng Đông, Tiều Châu cũng là người Việt Nam, người Miên cũng là người Việt Nam, Lào cũng là Việt Nam, Miến Điện và cả Mã Lai nữa. Tức là trong 100 giống bộ lạc đó rải khắp Đông Nam Á. Sau này sẽ gom lại hết. Tại vì bây giờ con thấy á, tuy là cái tiếng Việt của mình hiện giờ mình xài là ABC đó không? Không phải là tiếng Tàu. Đó là mới có 100 năm nay tiếng Quốc ngữ thôi, là người Pháp họ phiên âm qua. Nói cái này nói hoài nó không hết mấy chuyện nguồn gốc. Sau này những cái nhà sử gia đó mới người ta mới lập lại hết một cái sơ đồ lại. Mà chỉ có những người cõi trời á mới có cái lực. Tại vì khi người cõi trời muốn lấy nước Miên hay là muốn lấy những cái quốc gia khác thì những ông thần mà cai quản quốc gia đó đó, họ có sự thuận ý của cha thì mấy ông thần đó mới xuôi tay, thì cái quốc gia này người hữu hình bắt đầu mới lấy qua được. Nó phải approve bởi thế giới vô hình, chứ không phải nước nào muốn lấy nước nào cũng đều được đâu. Nếu không nghe bữa giờ lấy dược heo mắm tiêu rồi. Nước Việt mình chỉ có hai vị Phật trong cái thời nay mà Kiệt không muốn hỏi tên, không biết ai. Còn ngoài ra không có ai đắc đạo của cái thời này hết. Theo Kiệt nghĩ là Ngài Tự Sĩ, ổng là một vị Bồ Tát sống á. Rồi không biết vị thứ hai là có thể đó nha, Ngài Thích Thanh Từ đó à. Còn ngoài ra không thấy ai á. Chứ còn Kiệt hỏi bề trên, thời nay thời Thái Tử đang hạ phàm, đang sống chung với nhân loại, có bao nhiêu vị Phật sẽ thành Phật ở nước Việt? Bề trên nó chỉ có hai người, mà trong khi cái triệu tăng ni có hai người ít quá. Chắc mấy ông kia không danh thì cũng lợi, không lợi thì cũng tài, không tài cũng đảng viên. Còn mà người mà đưa được người về cõi trời á, gọi là giảng sanh á, chuyện này không có dám xưng hô ở đây nghe quý vị, nhưng mà nó là thiệt. Đây, đưa nhiều lắm rồi. Tại vì ở đây những cái thần hồn mà chết là đứng ở dưới cổng, cái ông thần cũng lên, ông nói hoài thì cũng đưa được. Còn mấy thầy không có cái lực đó, mấy ông đưa ông mà không xong. Nhưng mà cái đó là phải có phước, có duyên lớn kìa. Tức là lúc còn sống
phải đi hai kinh đồ với sát phạt mà thử đồ nhiều quá không lấy nước rồi lấy trái cây đồ ăn đồ hối lộ một chút đồ ăn nữa. Tình cảm thầy trò đứa là sàng lọc cả Chúa Giêsu cũng nói ta chờ tái lâm, việc là Chúa Giêsu tái lâm là cứu thần hồn thôi, chứ còn cái xác phàm này là không có tính. Có nghĩa là khi mất đi á thì cái thằng hồn bao nhiêu người được chọn về cõi trời, bao nhiêu người biết tu mà đi theo đạo Thiên Tâm tu á thì là chỉ có một thôi, thì người đó đó sẽ được tái sanh trở lại ở thời Thượng Môn Thánh Đức, sống chung với thần tiên, lập là một cái xã hội mới. Xã hội mới những cái thằng hồn nó tái sanh lại thì xã hội đó không có hận thù ganh ghét, không có ganh giới, những nhà lãnh đạo không có như kiểu lãnh đạo bây giờ, thì là gọi là thời Thượng Quân Thánh Đức lưu truyền mấy nghìn năm. Còn những cái thần hồn mà hôm nay á, mà không có hiểu Thiên Tâm á, mà còn sân si rồi chạy ra thầy này thầy nọ, thì những thần hồn đó là vẫn biết tu, nhưng mà 10 chết 7, 7 là cái đám vô minh mình không nói rồi, siêu ngu mình nói. Còn ba là những người con chiên, những người Phật tử thời nay á, là còn 3. 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Một là những đứa họ Thiên, theo họ Thiên sau này họ Thiên sẽ cai quản thế giới, nước Việt là không khỏi phải nói rồi. Thì là những đứa họ Thiên mà biết cha và biết Phật, và những đứa gọi là những đứa con Ngọc Bích để mà giúp để lập lại một cái xã hội mới trong tương lai đó. Thì đó là một cái câu nói đó của Đức Thầy cũng chẳng trình nói là cho cái chân linh, cái hồn của mình. Cái sàng lọc đâu phải tính cái xác, cái hồn mới là sàng lọc. Còn chúng ta hôm nay á, ở thời đại này cũng là đang sàng lọc, sàng lọc, nhưng mà chúng ta có một cái cơ hội cao hơn họ là vì chúng ta còn nghe được cái kênh này để mà còn một chút xíu mà thức tỉnh. Nhưng mà nghe mà không có hiểu thì chúng ta bị mất cái phước, thì qua bên kia cũng đâu có được sàng lọc. Cho nên chị muốn sàng lọc á, muốn lọt sàng lọc á, không cần phải theo đạo Thiên Tâm, chỉ cần nghe cái kênh này ghi nhận, đừng có theo kiệt, đừng có tin kiệt, nhưng mà thay đổi thì kỳ cũng mừng nữa, thì cũng là sẽ được sàng lọc, hiểu không? Đạo Công giáo cũng vậy, đạo Phật giáo cũng vậy, mấy ông cha mấy ông thầy cũng vậy, đừng không có cần thiết phải lấy cái họ Thiên, thì không có cần cái đó, chị chỉ cần thực tế là những cái người đó thay cái tâm thôi. Lâu nay họ vận động nghe quỷ họ bớt đi. Lâu nay mấy ông cha lên trên bục đài nói chuyện tùm lum tào lao, rồi xuyên tạc đạo này, xuyên tạc bên kia. Quên đó đi, phải tính thực tế. Chết là có thiệt, có nghiệp quả đó. Thì sàng lọc là sàng lọc cái đó, thay đổi cái tâm và chủ yếu. Ok, thôi nói chuyện gì bữa nay là xong ha, phải đi làm công chuyện khác.